Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Quang Linh khiến người dân Angola ấm no ngày Tết, mẹ Thủy Tiên ủng hộ, tự hào về con rể. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ đứng ngồi không yên với đoạn clip do chính mẹ của Hoa hậu Thủy Tiên là cô Huệ Thanh Tâm đăng tải. Cụ thể trong đó, cô Thanh Tâm đã hết lời khen ngợi chiếc áo mang thương hiệu của Quang Linh. Theo cô, chiếc áo không chỉ đẹp, mát mà khi cầm trên tay vật này, cô còn cảm thấy ý nghĩa vì đã chung tay góp một phần nhỏ vào dự án đặc biệt của Quang Linh và Thủy Tiên. Được biết, Quang Linh Vlogs cùng Miss Grand International Thủy Tiên hiện đang cùng nhau hợp tác trong dự án Điểm Trường, một dự án từ thiện xây trường học cho trẻ em nghèo, với hy vọng nhiều em nhỏ vùng cao ở Việt Nam có một môi trường học tập đúng nghĩa. Trước đó, cả hai cũng đã đồng hành cùng nhau trong chuyến thiện nguyện tại Angola. Những giá trị ý nghĩa mà cặp đôi mang lại cho vùng đất nghèo đã đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới. Bên cạnh đó, phản ứng hóa học của Quang Linh và Hoa hậu Thủy Tiên quốc tế năm 2021 quá mạnh liệt khiến khán giả liên tục đậy thuyền, tác hợp cặp đôi. Kể từ khi đến Angola, các anh em trong nhóm của Quang Linh đã cùng người dân làm việc, đem lại rất nhiều thay đổi tích cực cho cuộc sống của họ. Nhờ các anh em trong nhóm của Quang Linh mà người dân dần có cuộc sống, thu nhập ổn định hơn. Là sếp, là người trực tiếp quản lý các công trình ở Angola, nhưng anh em trong nhóm Quang Linh luôn đồng hành, thấu hiểu cùng những người nhân công nghèo ở đây. Mới đây, trên kênh YouTube Anh Linh Philip, một thành viên nhóm Châu Phi đã có buổi khảo sát cũng như kiểm tra tiến độ của công trình nhà ở xóm nghèo Soambanda. Nhân dịp này, Linh Philip cũng phát tiền lương cho các công nhân tại công trình. Anh chia sẻ, thường buổi phát lương sẽ là ngày cuối cùng của tháng. Tuy nhiên, hiện tại đang chuẩn bị bước vào Giáng sinh cũng như Tết Dương lịch, dịp lễ lớn nhất đối với người dân ở đây cũng như người theo đạo Công giáo, nên anh đã quyết định phát lương thượng sớm để công nhân có tiền sắm sửa đón Tết. Ngay khi nghe anh Linh Philip thông báo hôm nay sẽ phát lương, tất cả công nhân đều không giấu nổi sự vui mừng. Một người đã lập tức bộc bạch, lát nữa tôi sẽ đi mua đồ ăn và quần áo mới cho vợ con luôn anh ạ. Sau đó, tranh thủ giờ nghỉ trưa của mọi người, Linh Philip đã tập hợp tất cả các anh em lại và phát tiền lương cũng như thưởng tháng thứ 13 cho mọi người. Ai cũng hào hức, xếp thành hàng dài để chờ đợi tới lượt mình lên được nhận tiền. Linh Philip cũng tiết lộ đây là lần đầu tiên những người dân ở xóm nghèo Soambanda được nhận tiền lương thưởng vào tháng thứ 13. Không chỉ có lương tháng thứ 13, Linh Philip còn thưởng thêm cho mọi người 2 ngày công. Trước sự hào phóng tâm lý của ông chủ, ai cũng vỡ òa sung sướng, không giấu nổi niềm vui mà nhẹ nhót, huýt sáo ăn mừng. Anh Linh Philip cũng rất tâm lý, dặn dò mọi người, tới phát tiền lương và tiền thưởng sớm cho các anh để mua sắm đồ ăn và quần áo mới cho các con, không được tiêu hoang phí nhé. Trước hành động tâm lý của Linh Philip, ai cũng dành lời khen cho anh và tất cả mọi người trong nhóm, một số bình luận của người hâm mộ. Đội xây dựng nhà thờ lại quá may mắn, niềm vui nhân đôi rồi. Vừa được xếp Linh Philip trả lương sớm, có thêm tháng lương thứ 13, có thêm thu nhập đối với người dân bạn miền núi Châu Phi là một điều quá tuyệt vời. Thật là tuyệt vời khi đội thợ xây nhà được nhận tháng lương thứ 13 đầu tiên trong đời. Cảm ơn Linh Philip đã luôn quan tâm và động viên kịp thời đến anh em công nhân. Niềm vui sớm nhất lúc đi làm là được hưởng tháng lương 13. Cách đây không lâu khi đến khảo sát công trình trường học, nhìn thấy anh em công nhân làm việc chăm chỉ, Quang Linh cũng quyết định tăng lương để động viên mọi người. Theo đó, mỗi anh em làm tại công trường sẽ nhận được 25.000 KZ, khoảng 1,2 triệu đồng. Với mức thu nhập bình quân tại Angola, đó là con số khá ổn với người dân, đủ để chi tiêu trang trại cho cuộc sống. Có thể thấy, không chỉ làm ăn trên đất Angola, nhóm Quang Linh cũng rất chú trọng, quan tâm tới cuộc sống của người dân nơi đây. Mỗi một việc làm của họ đều mong muốn có thể thúc đẩy đưa cuộc sống ở đây phát triển hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.